trong phòng là có 3 ca giảm béo và mình sẽ xin phép quay trực tiếp một chị khách đang giảm béo một eo. Đây là hình ảnh bụng của một chị khách sau sinh em bé được 3 năm. Chị là có hai bạn đúng không ạ? Bạn thứ hai được 3 năm rồi đúng không chị? Sẽ 3 tuổi. 3 tuổi. Hiện tại là chị đang rất là mong muốn giảm mỡ với vùng bụng, đặc biệt là bụng dưới và hai cái bên hông đó. Mỡ tích rất là nhiều, dày. Nhưng mà được cái mỡ của chị mới sinh cho nên mỡ vẫn còn đang lỏng ấy, thì cái việc giảm cũng rất là dễ. Hôm nay là bác sĩ tác động trực tiếp bụng eo của chị là bao nhiêu ống tất cả? Hôm nay chị sẽ tập trung 20 ống bụng eo. Chị ơi, chị là chị là ở đâu đến chị? À, chị ở Hạ Long ạ. Cũng hơi xa đúng không? Chị làm xong rồi chị cũng về luôn đúng không chị? Nói chung là cái phương pháp này bên em cũng nhiều khách tỉnh qua làm mà chị. Bởi vì là nó nhẹ nhàng, làm không mất nhiều thời gian, cho nên mình cũng tranh thủ được. Các bạn cũng bận ở nhà nghỉ sữa cho các bé đúng không? Không đau đúng không chị? Phương pháp này nhẹ đúng không chị? Cảm ơn chị nhé. Có gì khi nào mà qua thăm khám thì em sẽ lấy thêm thông tin của chị ạ. Cảm ơn các bạn.